12. Rồi. Ok ok. Em tới ngay cái ba bơ này anh ơi, em giao hàng á. Kiên đúng không anh? Đúng rồi, chờ xíu. Rồi, đúng không? Trời vừa hồi chiều nay đổ một cơn mưa rất là lớn nha anh em, mưa từ 3 giờ rưỡi tới gần 5 giờ, gần 6 giờ chiều luôn, mưa lớn mà dài nữa, mưa lâu, trời ơi nó mát gì đâu luôn á. Bữa giờ chạy xe nóng nực, nay được ngày mưa, chạy xe với tinh thần sảng khoái, hy vọng là đêm nay có nhiều điều thú vị quay cho anh em xem. Anh đi Phạm chiều đúng không? Alo, nghe quán ăn gì hả chị? Em tới nghe cái quán ăn gì nè, Yến Yến rồi. Em đi... Ủa em về 484 đúng không? Ủa quán này nó bán ở đây còn ở sau nó cho thuê à? Chứ là quán này nó bán ở đây, ở sau nó cho thuê trọ. Em ở đây luôn. À cậu. Đợi nãy giờ tí đồng hồ nó mới cho tôi đường gãi anh em, tối giờ chở chai không mà em này đi mới đi có 400m thôi, đi từ 600 mấy Lê Đức Thọ về 400 mấy Lê Đức Thọ. Anh đứng hơn trước nè, em đứng ngay đâu ta, điện máy xanh á. Em về Nguyễn Du đúng không? Sao đi chơi hai đứa mà đứa có bồ dắt về, đứa đi sẽ bắt xe về ta? Thì bởi vậy nói. Đây là cái đèn hay cái cam nha? Hả? Đây là cái đèn hay cái cam nha? Đây là cái máy wifi ấy em. Không có đúng cái nào. Cái đồ phát wifi ấy. Thấy xe ôm công nghệ nha anh xịn không? Người ta chạy ô tô mới có wifi, anh chạy xe hai bánh mới có wifi. Ở đấy là bán cái gì em? Square hả? Yeah,
bán đồ nướng hả? Bán nhậu, ớt đồ đó. Ốc đồ đó. Bán nhậu rồi hả? Sao? Chút xíu à. À, tưởng nhậu sao thấy tỉnh queo rồi. Mai còn đi làm nữa. Mai là em đi làm rồi à? Dạ. Năm nay em được 22 chưa? Em 23. 23 là 201 đúng không? Đúng rồi. Ủa, cái cục này mình có còn đóng tiền cho đó không ạ? Hả? Cái cục wifi thai đó. Đóng tiền hả? Dạ. Nạp cho điện thoại ra được. Mày á. Em xài điện thoại nó tiện hơn. Tại vì anh đi làm cho nên là anh xài cái này. Em người ở đâu vậy? Em ở Bến Tre. Lên Sài Gòn ở một mình à? Dạ đúng rồi. Ủa anh ở đây hả? Không, anh ở tỉnh. Anh ở Bình Thuận. Em biết Bình Thuận không? Bình Thuận hả? Đúng rồi. Biết nhưng mà em chưa có tới đó. Bến Tre thì anh có về chơi một lần. Anh đi Cần Thơ xong rồi ghé qua Bến Tre luôn. Em với thành phố luôn á, là ở biển á. À. Vậy luôn. Ok, đó nha. Sài Gòn Airport Plaza đúng không? Dạ. Tân Bình, phường 2 Tân Bình. Vậy dạ nha anh. Có gì đưa ông anh của em về cẩn thận nha anh. Đây anh. Con bà Hai nhỉ. Em đưa cho mã của mã cô. Đây đây đây. Đó cũng được ha. Dạ dạ. Bao nhiêu? 32.000 anh. Thôi nghĩ chúng ta trả cho nó với một cái giá nó tương xứng nữa. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh nhiều. Anh cảm ơn em. Dạ anh cảm ơn. Cảm ơn em. Dạ dạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh nhiều. Trời ơi, anh trai xỉn mà tuyệt vời như thế này. Được đấy anh em, 32.000 anh trai chuyển thẳng 50 luôn, quá đã. Đón khách anh. Anh đón ai? Đón khách. Em tới rồi chị ơi. Cao lỗ đúng không ạ? Mình tới mình đón khách với em mới trả rồi ơi. Hỏi thằng đó tới đây làm cái gì vậy? Mấy thằng công an đó. Đúng rồi. Hỏi cái giọng mà giọng cha giọng mẹ á. Kiểu. Đúng rồi đúng rồi. Em tới em đứng thì em biết là ngay quán kara rồi. Nhưng mà nó đứng đó thì em đâu có đứng chạy vô được. Mấy em mới đứng ngay đầu. Cái thằng công an xanh mà nó xanh á. Nó kêu qua hỏi thằng đó đứng đó làm cái gì. Mà nói kiểu giọng giọng cha giọng mẹ á. Nó đi gì chứ. Ở đây đúng không? Của mình 47 nghìn. Dạ 47. 47 thối 153 nghìn. Rồi cảm ơn. Về đến Bộ Lĩnh đúng không em?
Rồi, cảm ơn. Ok. Về Tân Kiển quận 7 đúng không ạ? Về Trần Xuân Soạn đúng không chị? Đúng rồi, đúng rồi. Ủa sao mà lặn đồ quy vậy? Dạ em chạy hai app ấy. Cảm ơn. Em về Quang Trung đúng không? Dạ đúng rồi. Anh ăn dâu không? À, xí về ăn. Ok, vậy để anh chạy lên lại. Trời, chân nó có một thước hả? Chân có 1m1 hả? Ờ. Không, nhưng mà chạy này nó lẹ chị hiểu không? Sao biết lẹ? Biết chứ. À, cũng đây xin girl đúng không? Đúng vậy. Trời. Đúng vậy. Chắc chạy xe thích bắt mấy anh chạy xe này lắm đúng không? Đúng vậy. Nhưng mà em thích Queen hơn, không thích Queen Ed. Queen chứ không thích Ed. Ed người ta vậy luôn. Queen nhà em có mà. Để anh cầm là có gần chèo chứ không? Có một chiếc mà. Chưa vậy? Có mà. Xe của em hả? À. Trời ơi sao đỉnh vậy, em đỉnh quá vậy. Bình thường. Là ý là em mua xe Queen để em chạy thường ngày luôn hả? Ờ đúng rồi. Sao? Nhưng mà dạo này thì em làm biến chạy quá nên em đổi xe rồi. Sao em cá tính quá vậy? Bình thường gì đâu. Ngoài Queen ra em còn chạy xe gì nữa? Ờ Ai là người dẫn dắt em vào con đường này vậy? Không, em tự mê từ nhỏ á. Vậy trời. Em mê từ nhỏ. Rồi ai tập cho em chạy tay côn? Tự tập, tự chạy, tự lên kéo côn chạy trên rộp vậy đó. Ờ, em ngưỡng mộ em nha. Lúc đó là không biết bóp côn, nhưng mà sau này cũng người ta cũng chỉ cho nhả côn cái biết luôn, chỉ một lần là biết luôn. Cái gì vậy? Em uống chưa? Hả? Em uống chưa? Uống là sao? Em nhậu chưa? Chưa, em nay em không uống. Lên chạy em thử nè. Lên chạy em bóp đầu thử nè. Đó giờ có chè đâu. Có, chè rồi. À. Win rồi, Ed rồi, xe chia rồi. Má dữ trời ơi. Có mô tô là chưa thôi. Đâu ra cô gái này vậy trời. Có mô tô là chưa thử rồi tại mấy anh trong nhà không dám cho chạy. À. Em đã được 20 chưa? Em 21 rồi. Hay quá ta. Là em còn đi học không? Còn. Còn luôn hả? Dạ. Em học bên gì? Tưởng em học bên du lịch. Tưởng em tưởng anh tưởng em học bên kỹ thuật chứ. Không, em học bên du lịch. Em đi phụ bài à. Đây là ta. Em với mấy anh nhà hay đi phụ bài à. À, em là cô gái ước mơ của bao mọi racing boy. Các đàn ông. Không, của racing boy thôi. mấy bạn nam mà mê chạy xe là thích em lắm. Để em ước cái gì kiểu đi phụ mà mệt quá thì đổi tài cho em chạy. Vậy là em người Sài Gòn luôn hả? Không, em người tỉnh khác. Em ở đâu? Anh đó hả? Em hả? Ừ, em đang dùng giọng gốc luôn á, không có sử dụng tiếng bị lai tiếng nào đâu. Không bị lai hả? Em chắc em phải miền Tây không? Đúng rồi. À, chắc nếu cái này thì chắc Bến Tre quá. Không. Gần Bến Tre không? Ờ, cũng gần mà cũng xa. Cũng gần cũng xa hả? Ừ. Tiền Giang? Không. Khó vậy hả? Thôi, đẹp đó em nghe. Không, gửi ý đi. Tỉnh em có gì? Không, em nói cái này là đảm bảo là lâu lâu ra luôn. Cà Mau.
không? Ý em nói là ý cơm gì? Tắm. À, cơm tắm Long Xuyên. Đúng, đúng rồi. Ủa là tỉnh Long Xuyên hả? Hay là tỉnh gì? Thành phố Long Xuyên. Tỉnh gì? Tỉnh An Giang. À, tỉnh An Giang. Cơm tắm Long Xuyên ha, người ta thường nói bóng Long Xuyên đúng không? Bóng Long Xuyên mà, không cơm tắm Long Xuyên nữa. Bạn này là bạn trai em hả? Không, đồng nghiệp. À, có phải là em làm ở ngay quán Lô Lao không? Đúng rồi. Em làm em đi chơi? Em đi làm. À, bút kinh đúng không? Đúng rồi. Sao mà đi học mà đi làm sớm vậy hả? Bình thường em cũng quen giấc rồi. Ủa rồi em đi học giấc nào? Buổi chiều. Chiều hả? Ừ. Rồi học tới mấy giờ đi làm? Em học tầm 5 giờ lên xong rồi. À, 5 giờ chiều, rồi về thay đồ. Về không, về em nghỉ ngơi. 7 giờ mới bắt đầu chuẩn bị, tại em làm ca 2. Đang suy nghĩ là có nên ăn đêm hay không, nhưng mà suy nghĩ là thôi, ăn đêm mập lắm. Mập lắm hả? Hả? Ăn có một bữa đâu có lên 5kg đâu. Không, lên thì không, không có thể nào mà lên lẹ vậy được, nhưng mà kiểu... Muốn ăn cái gì? Sợ mập. Muốn ăn nhẹ, muốn ăn nặng. Ăn gì được, dễ nuôi. Dễ nuôi lắm hả? Ờ, bé mẹ kêu là mày đúng là mày cá nhân đó, nhưng mà cái gì mà ăn được rồi nó sẽ ăn. Ăn phở hay ăn bún bò? Ê, hợp lý á. Hợp lý luôn hả? Hợp lý á. Ủa anh tính mời em đi ăn luôn á, xong rồi anh thấy em chạy vô mua mang về. Hả? Anh tính mời em ăn đây luôn. Không, em không ăn ngoài, em ăn mang về thôi. Không thích ăn ngoài đường. Thế là đấy, kiểu nếu mà ở trên quán chị kia, ở trên quán bánh mì chảo là tại vì gần chỗ làm nên là mới ăn ngoài thôi, chứ bình thường là em mua về nhà em ăn. Em mua cái gì không? Mua cho anh uống rồi đó. Dạ. Quét quét QR đi hay là quét phải em tìm dễ không? Dễ. Dễ lắm hả? Tên độc lạ lắm à. Hay quá vậy? Bấm cái ra liền. Nó lạ mà.